vicino. Anh chàng Nava Herbert, 22 tuổi, là một cầu thủ bóng đá sống ở Queensland, Australia. Chỉ mới 9 tháng trước, Nava đã phải nhận tin sét đánh rằng mình bị u não giai đoạn cuối và thời gian của anh không còn nhiều. Đúng như dự đoán của bác sĩ, tình trạng sức khỏe của Nava xấu đi nhanh chóng. Muốn cho Nava có được những giây phút ý nghĩa lúc cuối đời, bạn gái Maya Forwasser của anh đã quyết định tổ chức đám cưới với sự giúp đỡ của gia đình, người thân và bạn bè. Trong đoạn video ghi lại toàn bộ lễ cưới, Nava được các phù rể giúp mặc quần áo vest, đi giày và ngồi trên xe lăn tiến vào lễ đường ở ngay trong vườn nhà. Còn cô dâu Maya xinh đẹp lau nước mắt, cô mẹ tiến về phía vị hôn phu của mình. Cậu con trai nhỏ của cặp vợ chồng Kerry mặc áo sơ mi trắng và thắt nơ cũng có mặt trong đám cưới của bố mẹ. Khi Maya bước đến, chú rể dù rất yếu vẫn cố gắng đưa tay ra nắm lấy tay cô dâu và nói với cô rằng anh yêu em. Cô dâu xúc động nghẹn ngào cúi xuống ôm và hôn chú rể. Những vị khách có mặt trong lễ cưới cũng không khỏi rơi nước mắt trước khoảnh khắc xúc động ấy. Trong ngày trọng đại ấy, Nava đã bộc bạch hết những lời yêu thương tràn ngập dành cho cô dâu của mình. Maya đã chia sẻ những hình ảnh đám cưới lãng mạn của họ trên trang GoFundMe nhằm kêu gọi mọi người quyên góp tiền để đưa thi thể chồng trở về quê hương Kotahitanga Marae, một thị trấn ở New Zealand, theo di nguyện của anh. Hôm nay trái tim tôi nặng trĩu và buồn bã, tôi đã mất người bạn thân nhất của mình, nhưng hình ảnh anh mãi còn trong tôi, Maya viết trên trang GoFundMe. Tôi cảm nhận được tình yêu thương từ bạn bè và gia đình. Đây là khoảng thời gian khó khăn, nhưng tôi tìm thấy sức mạnh và nơi nương tựa nhờ sự ủng hộ của mọi người. Nava có ảnh hưởng tới nhiều người và anh ấy sẽ luôn ở trong ký ức của chúng ta, sở hữu vị trí đặc biệt trong trái tim chúng ta. Sau buổi lễ, một nhóm nam thanh niên đã biểu diễn điệu nhảy truyền thống Haka trước khi từng người một tới chúc mừng cặp đôi. Câu lạc bộ bóng đá của Nava, Narangpurs, cũng đã tổ chức một buổi lễ tôn vinh cuộc đời chàng trai này và gây quỹ để giúp đỡ gia đình Maya đưa thi thể Nava về quê nhà.